Rồi mong nói đi em. Em nghĩ là bạn này hát hay. Tại sao em nghĩ vậy? Thường mấy đứa hát hay nó hay bị khùng lắm. Hả? Mấy đứa hát hay bị khùng hả? Dạ đúng rồi. Em nói mình đó hả Tiên? Em xác nhận như vậy đi. Tiên hình như em vừa mới phát hiện ra điều gì đúng không? Định nói gì khuyên gì nữa nè. Em thấy em vừa mới Em nghĩ là bạn này sẽ bị loại. Ai? Tại bạn mới ăn chuối đúng không? Chị không được ăn chuối. Trời ơi, thiệt đó, nó phát hiện đây tâm linh ghê anh. Em thì em lại có một cái suy nghĩ như vậy nè. Em sợ hồi nữa anh Giang anh đội quần á, người ta chiếu lại. Trời ơi, chưa gì hết mà cái gì? Tới đây cho nghệ sĩ đội quần. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Đây là Anna Cinnamon. Là ai? Nghe trong tình thuốc Cinnamon là vợ của Im Hotep trong phim Vua Bò Cạp đó. Nghe, nghe như anh Tú nói không kìa. Nghe trong tình thuốc quá anh. Đó là Paracetamol. Đây là Anna Cinnamon mà. Em tập trung vô các bạn nhân sư đen giùm anh, em thấy sao? Rồi, mong nói đi em. Em nghĩ là bạn này hát hay. Tại sao em nghĩ vậy? Thường mấy đứa hát hay nó hay bị khùng lắm. Hả? Mấy đứa hát hay bị khùng hả? Dạ đúng rồi. Em nói mình đó hả Tiên? Em xác nhận như vậy đi. Em mới chỉ cùng khùng mà. Trời ơi. Với lại cái khẩu hình miệng của bạn nó hơi tròn tròn chỗ này nè. Hơi ở chỗ đó này. Đó là nọng em, không có gì hết. Đó là nọng thôi. Không, cái này là cái xương hàm của bạn hơi rộng chút xíu thì nó có thể là nó hát hay vậy thôi á. Ê, nhớ nghe nè, Dung Dung nó cũng có dạy thanh nhạc á. Mình hỏi đi em, trong cái ngành âm nhạc của cái vụ mà xương hàm rộng là hát hay không cưng? Em chưa thể định nghĩa này. Ok vậy. Ê, đâu tôi thấy cái số phận của Công Vinh mong manh quá. Không biết rồi sẽ đi về đâu. Đó, đá trong vô vọng. Đó. Sao em thấy bạn này hát giống giống anh Vương Anh Tú? Ủa? Anh Tú hát hay không? Mà. Giống Vương Anh Tú nhưng mà em theo anh thì Vương Anh Tú hát hay không đã? Đó, em đang hỏi anh hát hay không? Là ý là em nhạc sĩ, không nghe em hát bao giờ đâu biết. Không mà quan trọng gì nè, không nghe Dương Anh Tú hát mà biết là thằng bé này hát giống Dương Anh Tú mới ghê chứ. Cái đường nào mà nó bắn Bluetooth qua bên kia hay vậy cưng? Tiên ơi, mình có biết là mình đang tham gia. Thành ơi, Thành ơi, không có đăng quay chương trình không Tiên? Không, mấy giờ em hát thử đoạn cho mọi người đi, để giải tỏa cái thắc mắc này đi em. Em hát được. Em sẽ thử một câu trong bài giúp anh trả lời những câu hỏi. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Hay. Như là Tiên nghĩ bạn này hát hay, giống Tú. Em nghĩ bạn này hát hay. Tiên ơi, anh hỏi câu là chân thành nè. Cuộc sống gia đình mình có giảm lực không? Tối vô. Tối kèo. Tối kèo. Chết thiệt. Tối vòng vòng một mà chết thiệt nha. Nói chung là em rất hạnh phúc anh yên tâm. Từ đầu rồi chứ loại trừ cái gì? Tại sao Giang? Em nhìn em biết liền. Biết chỗ nào? Em từ đầu em quan sát nhiều lắm. Cho nên là cái cô này từ đầu khi mình đang hỏi số 1, số 2, số 3, số 4 là cổ đã là một con người của sự diễn xuất và năng động. Cổ không phải là con người của cái tiếp hát hay. Thật sự ra nè, bây giờ mình nói sao về trường hợp của ông Quang Trung. Mình thấy ông Quang Trung nó cũng xàm, nó cũng nhạt. Đúng. Nút ca lên khác à. Tiên xem đứng lên vậy. Ba đề si đứng lên tao nói chuyện kìa. Dạ em mỏi mông. Mình nói tiếp. Đứng chút giãn. Là đứng lên. Mỏi mông. Mỏi thôi. Đổi đâu. Mỏi mông. Áp lực cuộc sống, áp lực cuộc sống. Qua đổi không? Thôi tự nhiên quăng cục gì để chị. Ủa tự nhiên sao mọi người xô đuổi em vậy? Không có sao được, nó đẹp. Nè Trân Trân. Mỏi mỏi lắm anh ơi. Em thề đấy, mọi người hơi dã man với chị Tiên đấy. Thiệt lúc đó. Đầu đến thì út chị xinh quá, em chân đẹp quá. Đúng em rồi. Vào đội này đội kia xong bây giờ lật mặt. Bao giờ em mới hiểu về showbiz. Trời ơi, chị Tiên đang dã man với chương trình này đó. Đâu, em thì đẹp nên cho qua hết. Muốn tán vô rớt cái chuối ghê. Muốn tán vô rớt cái chuối ghê á. Đang đói bụng nhìn thấy em ăn cái chuối thèm hết sức. Mời em. Không cần biết. Ăn chuối ngụy tạo ghét loại. Vô lý, hết sức vô lý. Em vẫn giữ quan điểm là bạn ấy hát hay ạ. Hát hay. Vâng. Bạn ấy bóc chuối điệu nghệ lắm. Em ơi. Bóc chuối điệu nghệ là sao em? Theo em bóc chuối thế nào là điệu nghệ? Thật, thế cho em hỏi như nào là bóc chuối không nghiêm túc ạ? Em ơi, em hỏi hoàng thượng của em đi. Thị phi
phạm với chị được không? Bạch Liên hỏi kìa, bóc chuối thế nào là không nghiêm túc hả em? Anh như nào? Không, đừng cầu cứu em ơi, người ta đang hỏi em đó. Anh là đặc biệt là không ăn chuối. Ăn chuối nghe nói là xui hả? Trượt do không chuối phải, tại vì mình cũng không biết, nhưng mà các anh đã không ăn rồi thì mình cũng thôi không ăn luôn. Không chuối, không bắp, không mía. Anh ăn hết đó Thành. Em ăn hết anh ăn hết luôn. Em ăn hết luôn, hết chết luôn. Thì hình như em vừa mới phát hiện ra điều gì đúng không? Định nói gì khuyên gì nữa nè. Anh thấy em vừa mới Em nghĩ là bạn này sẽ bị loại. Ai? Là bạn mới ăn chuối đúng không? Chị không được ăn chuối. Trời ơi, thiệt đó, nó phát hiện đây tâm linh ghê anh. Kiểu là ăn chuối xui bị loại đó. Đó là cái điều phát hiện ra đi. Em ăn chuối làm xui, okay, nguyên nãy luôn là em còn xui hơn. Mời em ngồi xuống. Dạ. Nãy tìm thấy bên cha kỳ lộn quá trời không? Con bé hát sai xưa mà hát nhập tâm đúng không? Mà cái miệng xấu dễ sợ xấu, có nghĩa là con bé này nó cố tình nó cho mình thấy nó hát ngon mà. Mà tại vì cái cơ đĩa nó không có nhẹ. Không. Sai hết rồi. Mọi người phải để ý là khi cái cô này còn hát á là quay phim đứng trước mặt đúng không? Ừ. Còn có con nhỏ không phải gái cái bên. Nó nói quá, đều con trang nói quá thì cô này cũng bắt cười quá. Cô hát không được nên cái khẩu hình nó bị trên lệch, nó bị vớ vẩn tí. Dạ, đó. Nhưng mà ẩn bên trong cái bộ đồ mà long lanh lấp lánh ánh sáng mùa hè này á là một giọng hát nhẹ nhàng. Giọng hát nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng và bolero dạng vậy. À, làm ơn chương trình lưu lại đoạn băng này thật kỹ. Một lát bé xong sẽ chiếu lại cho mọi người coi để kiểm chứng. Em thì em lại có một cái suy nghĩ như vậy nè. Em sợ hồi nữa anh Giang anh đội quần á. Sợ hồi nữa anh Giang anh đội quần á. Chiếu lại. Trời ơi, chưa gì hết mà cái gì? Tới đây cho nghệ sĩ đội quần. Anh Giang làm gì? Bây giờ đồn quần hả? Quần đâu mà đồn? Bây giờ mình đã hiểu tại sao Công Vinh không muốn ngồi ở bên đó rồi. Bị chờ đậu cái đó. Qua cho anh Vũ ăn bánh mì đi em. Trong cái clip về làm bả te tua mà ở ngoài này bôi bả đậm lắm, mà cái dòng bôi đậm lát ra ca cũng đậm lè vậy đó. Em nói Thủy Tiên hả? Thủy Tiên này vô người ta da trắng, ta môi đỏ ta như bạch tiết, da trắng như tiết, môi đỏ như mung á gì, tóc đen như mung, môi đỏ như sò. Còn cái bạn này nè, một hồi bắt ra ca mới banh nè. Thủy Tiên em thấy sao? Em thấy dở. Cái khẩu hình miệng của bạn mở ra A nó kỳ quá. Tâm lý á, một người mà hát hay á thì từ nhỏ rất là thích đứng trước gương để hát. Đó là anh hồi nhỏ anh thích đứng trước gương hát không? Gương mà gương trong toilet đàng hoàng nha. Với ca sĩ là A sao?